huống là có niệm năm loại mắt niệm sáu phép thần thông huống là có niệm mười lực phật niệm bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng huống là có niệm đại từ niệm đại bi đại hỷ đại xả huống là có niệm pháp không quên mất niệm tánh luôn luôn xả huống là có niệm trí nhất thiết niệm trí đạo tướng trí nhất thiết tướng huống là có niệm quả dự lưu niệm quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác huống là có niệm tất cả hạnh đại bồ tát niệm quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các niệm và pháp sở niệm như thế, nếu có một chút thật có thì đó là điều không có. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, tuy làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc, nhưng ở trong đó có tất cả hành nghiệp tâm sở, tu học tâm sở, hành trì tâm sở, đều chẳng chuyển vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh thì đáng lẽ không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức, đáng lẽ không có nhãn xứ, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xứ, đáng lẽ không có sắc xứ, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ, đáng lẽ không có nhãn giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý giới, đáng lẽ không có sắc giới, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới, đáng lẽ không có nhãn thức giới, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Đáng lẽ không có nhãn xúc, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Đáng lẽ không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Đáng lẽ không có địa giới, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới. Đáng lẽ không có nhân duyên, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đáng lẽ không có vô minh, cũng không có hành thức, danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não đáng lẽ không có bố thí ba la mật đa cũng không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đáng lẽ không có pháp không nội cũng không có pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh